Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món cánh gà rim coca. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Khoảng 600g cánh gà hoặc đùi gà chúng ta đem sơ chế sạch. Sau đó, chúng ta đem trụng gà nhanh qua nước sôi và thêm vào vài lát gừng khi luộc để gà không bị tanh. Sau khi trụng thì chúng ta vớt ra để ráo. Tiếp theo chúng ta ướp một muỗng cà phê hạt nêm, một ít tiêu. Một muỗng cà phê bột tỏi. Chúng ta ướp trong khoảng 20 phút. Chúng ta cho bơ vào chảo và cho gà vào chiên. Khi chiên thì chúng ta trở đều hai mặt. Chiên cho đến khi gà hơi vàng thì cho khoảng 100ml nước coca vào đậy nắp lại để cho thịt gà mềm. Thỉnh thoảng chúng ta vớt vỏ bọt. See in a cake, cake. G in the dance, dance. Papa dance. E in an egg, egg. F in a fish, fish. G in a globe, globe. H in a heart, heart. Chúng ta rim cho đến khi thịt gà chín và nước sánh lại là được.
Jakey, cuckoo, cookie, and I am. Yeah. And a monkey, mama, monkey, and a nose, no, nose, oh, and a puppy, puppy, two and a queen, queen, and a rainbow. Rainbow, it's in the sun. Sun, tea and a tail. Tail. You and the rumbia, umbaya. The vase, vase. W and wheel, wheel. It's in a box. Box. Chúc tất cả mọi người làm món cánh gà rim coca thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.